Hello anh em nha. Hôm nay mình tới điểm cầu nha. Đây để mình quay quay chi tiết cho mấy anh em coi nha. Chú mới được một con cá lóc. Đây, nay chủ nhật thì cũng nhiều người câu. Nên mình mới vừa xuống tới luôn. Được con cá lóc đó, đó ấm rồi. Câu trùng luôn hả chú? Câu dế này nè. Dế hả? Nó ăn như con vừa rồi đấy. Để nó ăn cứ từ 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 nó kéo chì 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 nó kéo vào bờ là con cá lóc. Câu ngay đây đây. Thường cá lớn nó ăn gì á? Nó ăn nó cái phao mình đi chậm chậm chậm, còn cái nhỏ ăn biết liền à. Nhỏ ăn hỗn. Nó có ổng mới dính con cá lóc nè anh ba. Nhỏ. Nhỏ. Vậy là nó sạch sẽ không hay là cái đầu nó trắng trắng không? Không, sạch sẽ. Cái đầu nó trắng là cái mặt kia nó ra là không, nó này tươi luôn. Đó này chụp qua con rê con. Ê, hãy coi kìa. Không thấy rồi. Đầu cái mỏ còn trắng, cái mỏ nó còn nước tung. Không thấy. Con này không thấy. Cái bé ở đây. Mình chủ giúp tới 5 cần. Một mình cài 5 cần luôn hả chú? Trời ơi, ổng còn một bao. Mới bao nhưng mà Bữa nay đem ít hả? Con tay này là ổng đem dưới đây là ít rồi. Còn một tớ thì con máy của ổng. Chán nó không ăn. Để cứ dài cái chơi toàn máy xung đô. Cần cũng vậy luôn. Thằng máy còn là cứ phải tấn tượng thôi. Giả bộ mà nghèo chắc biết sao. Bây giờ mình thấy nổi cái cây này, những cái cây này mà đi châu cá rô rồi mà đắp cái này nè. Cái này vừa chung ấy này. Nhưng mà cái cây này không ngon mà cái cây này. Con này là không ngon chìa cá rô này. Ừ, nhưng mà cây này cơm cá rô là ngon nhất. Ừ, nó vừa chung đúng không? Vừa không cá rô cũng lắm. Con này là cây này là hay chung cá to. Con này không mà chung cái móc cá rô này. Thằng đó vậy chứ mà câu cá rô không ngon mà nghe. Ờ, hai phần kia câu cá rô ngon. Dở cái thằng câu mà câu cái lưng là không ngon. Mà cây này nó nghe thẳng như vậy là câu cá rô ngon. Không bao giờ cần đâu, 6-7 năm rồi, cần này 6-7 năm rồi, không gãy đi. Mấy cần mới bây giờ này nó hay đóng mà nó kẹt không rút ra được. Với lại mình rút ra, mình rút ra là không đẩy vào được. Không cứng, rút ra mà nghe không cứng, giật nét. Rút ra mà để đông lỏng thì giật nét. Vô anh. Đâu đó hả? Dạng như dạng là siêu phụ. Đây để mình quay toàn cảnh cho anh em coi chỗ điểm câu thì rất là lý tưởng. Đây cũng có người câu nữa ha. Đây, đi xong đây nè. Giờ có canh cần cho chú đúng không? Đã rồi. Vô làm về que cái nó ủa mồi gì nè, mồi gì chú? Mồi dê. À cái mồi chai. Cái mồi cơ chê. Cơ chê của mồi thôi. Đắm tẩm vô rồi. Đây mà có cơ chê là dính rồi đó. Không có cơ chê. Dạ. Thằng cái mồi đó mà cần có cá cơ chê đến ngay. Để có là tí nó sủi tăm lên liền. Một mình cài 5 cần nè. Vậy mà không rút. Không rút. Nghiệp từ hồi nãy giờ. Đó, rồi. Trời ơi, dướng gì đó. Dính cái bao. Tôi đó tôi biết có một đống bao vậy đó. Nãy giờ tôi lên mấy cái rồi.
mày à mày. Không vớt riết hết trên này luôn rồi. Cái miếng bọc ni lông. Để dở đi tóc. Để chú bọc. Khoan, để đủ con chú này vô cái nữa. Vô nha. Dính hả? Rồi dướng luôn rồi. Có không? Hay là dính lục bình? Dính lục bình chứ không phải dính cá. Lên đây câu thường không em? Đó. Em lên đây câu thường không? Nghỉ em lên đây à, thứ bảy nhật này lên đây. À. Ở đâu lần em? Em ở đâu lần? Em ở đâu? À làm chung á hả? Nói chung ở trên đây câu là lý tưởng. Mấy anh em nào lên đây câu. Sinh hoạt cắm trại.